Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6. Nhưng mà thì trong clip trước thì thầy đã quay xong em ở cái bài 1 và bài 2 ở phần tự luận rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở bài số 3. Nó chiếm 2 điểm. Nào. Trong trình học thì em nhớ like, comment, tích cực ủng hộ thầy em nhé. Cảm ơn em. Cho bốn số tự nhiên. Nào. Cho bốn số tự nhiên em nhé. Số thứ nhất là 150. Là số thứ nhất này. Và thứ một là 150. Số thứ hai bằng 30% số thứ nhất. Chứng tỏ số thứ hai này chúng ta sẽ lấy 30% sẽ nhân cho số thứ nhất là bằng 150 thì ra được cái giá trị số thứ hai, chúng ta sẽ đã biết được số thứ hai này. Số thứ ba bằng 1/2/3 của số thứ hai. Nhưng mà sau khi mà chúng ta sẽ tìm được số thứ hai rồi thì chúng ta lại tiếp tục lấy cái số thứ hai này. Như vậy số thứ ba này sẽ bằng là 1/2/3 của số thứ hai. Chúng ta lấy giá trị này, chúng ta chuyển xuống đây để chúng ta tìm được số thứ ba. Rồi, cái phần này rất là dễ nên thầy sẽ giải cho các em. Nhưng mà cái bài này không khó em. Bài này thì thầy nghĩ nó dễ hơn những cái bài trước trong các cái đề trước của thầy rất là nhiều. Có đúng như nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có câu A này, người ta yêu cầu các em là tìm số thứ hai và thứ ba. Thì đây nha, rất là dễ. Chúng ta chỉ việc tìm là thôi. Đúng không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tìm cái số thứ hai. Số thứ hai như vậy thì ở đây là người ta nói là số thứ hai bằng 30% số thứ nhất. Đúng không nào? Như vậy thì chúng ta lấy 150 nhân cho 30% thì sẽ bằng 150 nhân cho 30 phần 100 ở đây. Như vậy thì em lấy hai số 0 này, triệt tiêu hai số 0 ở đây. Lấy 3 nhân 15 thì bằng 45. Như vậy số thứ hai nó sẽ bằng 45. Có được không? Hiểu nào? Số thứ ba. Số thứ ba thì người ta nói là số thứ ba bằng 1/2/3 của số thứ hai, mà số thứ hai người ta là bằng 45. Như vậy người ta sẽ lấy 45 nhân 1/2/3. Như vậy các em lấy 45, đưa cái hỗn số này về phân số, lấy 1 nhân cho 3. 1 nhân 3 bằng 3, cộng cho 2 là bằng 5, nên 5 phần 3. Như vậy các em lấy 45 chia cho 3 là bằng bao nhiêu em? Bằng 15, 15 nhân cho 5 là bằng 70, 75. Tiếp tục. Câu B. Người ta nói là biết 50% của cái số thứ tư là 35. Tìm số thứ tư. 50% của nó là bằng 35 thì các em sẽ lấy 35 chia cho 50 thì chắc chắn số thứ tư sẽ là số bao nhiêu? Số 70 đúng không nào? Như vậy thì các em ghi thầy là đây là số thứ tư. Là câu này quá dễ em à. Các em lấy 35 chia cho 50% thì các em sẽ lấy 35 chia cho 50% nghĩa là 1 phần 2. Cái đúng không? Nghĩa là ở đây 50% nghĩa là 1 phần 2, mà chia nghĩa là nhân nghịch đảo nghĩa là 2 phần phần 1. Như vậy 35 nhân 2 thì bằng 70. Câu C. Tính trung bình cộng của bốn số đó. Trung bình cộng bốn số đó thì em sẽ lấy bốn số thứ nhất là 150 này, số thứ hai 45, số thứ ba 75 và số thứ tư là 70. Chúng ta cộng bốn số này lại, sau đó chúng ta sẽ chia cho mấy? Chia cho 4 thì ra được trung bình cộng. Trung bình cộng của bốn số đó là như vậy thì ở đây các em lấy 150 cộng cho 45 cộng 75 cộng 70 ở đây chia cho 4. Có đúng không nào? Như vậy kết quả bằng bao nhiêu em? Chúng ta tính ngồi nháp cho thầy nha. Đang lẽ thầy tính ngồi nháp nhưng mà thầy sẽ dùng máy tính, thầy bấm cho nó nhanh lên nha. Còn nhiệm vụ của em thì nếu giáo viên không cho mà dùng máy tính thì chúng ta sẽ tính ngồi nháp 85 nha. Được chưa? Đó, 85. Clip này thì thầy sẽ quay cho em ở bài số 5. Còn bài số thứ 4, tổng hình thì thầy sẽ làm clip riêng. Các em đồng ý không? Thống nhất với thầy không nào? Tổng đại thì theo tổng đại, tổng hình thì theo tổng hình nha. Ta đi sang bài số 5. Ok. Ta đi sang bài số 5 nghe em.
Bài này rất là khó em nha, bài này rất khó, chúng ta phải chú ý theo dõi cái bài này, chứ không là cái bài này chúng ta không không biết mà làm được em. Ta có cái biểu thức A là cho 1 2 mũ 2 cộng 1 4 mũ 2 cộng 1 6 mũ 2 cộng 1 8 mũ 2 cộng chấm 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 cộng 1 phần 20 mũ 2. Người ta yêu cầu thì em là chứng tỏ là A nhỏ hơn 1 phần 2 ha. Thì để mà chứng tỏ được cái biểu thức A này nhỏ hơn 1 phần 2 thì các bước làm như sau, các em nhìn đây này. Bước đầu tiên khi gặp cái dạng này nha, chúng ta sẽ tách dùm thầy 4 mũ 2, 6 mũ 2, 8 mũ 2, 20 mũ 2 trừ cái này ra, thì để ra nó đều có ở dưới mẫu này, nó đều có mũ 2 dùm thầy. Như vậy thì ở đây là 1 mũ 2 thì thầy cứ giữ nguyên cái này, thầy chưa đụng chạm này. Bây giờ thầy mới đụng máy đây này, ở đây thầy tách ra trở thành là 1 mũ 2 nhân cho 2 mũ 2 này cộng 1 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2, tương tự như vậy cộng chấm 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 cộng ở đây là 2 mũ 2 nhân cho 10 mũ 2. Cái được nè, đây mũ 2 em nha. Nhưng mà khi đó thầy có 1 mũ 2, thầy sẽ đặt 1 mũ 2 này ra chung. Như vậy 1 mũ 2 này ra chung thì bên trong còn lại, ngay chỗ đây người ta không có ghi gì hết, thì khi mà cái anh này ra thì anh đây sẽ còn là số 1, tới là 1 phần 2 mũ 2. Em hiểu nè, cộng 1 phần 3 mũ 2 cộng chấm chấm cộng 1 phần 10 mũ 2. Cái bước này em có hiểu chưa nào? Ok, hiểu đúng không? Ta có này, tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ tách riêng từng cái để chúng ta làm nha. Chúng ta sẽ xem thầy làm này. 1 mũ 2, 1 phần 2 mũ 2 á, thì các em so với thầy với 1, 1 nhân 2 ở đây thì cái nào lớn hơn? Các em thấy này, nếu chúng ta tính này, 1 2 mũ 2 đây là 1 phần 4. Ở đây là 1 phần 2 thì 1 phần 2 này nó sẽ lớn hơn 1 phần 4. Đúng chưa? Tương tự như vậy, chúng ta tiếp làm tiếp cái này. 3 mũ 2 thì nó cũng sẽ nhỏ hơn 1 nhân 2 nhân 3, tương tự như vậy thì vân vân. Ở đây vân vân anh em thì trở thành 1 phần 10 mũ 2 thì nó sẽ nhỏ hơn 1 phần 9 nhân cho 9 cho 10. Có đúng chưa? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cộng vế theo vế. Cộng vế theo vế nghĩa là cộng ở đây cộng xuống, ở đây cộng xuống nha, vế theo vế. Ta được. Bây giờ thầy lấy máy này cộng lại, lấy máy này cộng lại thì chắc chắn cái dấu nhỏ hơn nó vẫn ghi lại nha. Như vậy chúng ta có là 1 phần 2 mũ 2 cộng 1 phần 3 mũ 2 cộng chấm 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 cộng 1 phần 10 mũ 2 thì nó sẽ nhỏ hơn. Các em thấy cái dạng tổng mà hồi giờ chúng ta đã được học và thầy hay chỉ các em chưa? Đó. Tới đây hiểu không? Ok, tiếp tục thầy sẽ cộng 1 vào hai vế này. Từ nay thầy suy ra 1 này cộng 1 phần 2 mũ 2. Được chưa nào? Tại vì sao ở đây các em thấy có số 1 này nên thầy cộng 1 vào hai vế thì cái dấu này nó sẽ không, nó không đổi chiều. 1 cộng được chưa nào? Đó, thầy cộng vào 1. 1 cộng vào 2 vế, ở đây thầy cộng 1, ở đây cộng 1 thấy không? Ở trên đây đâu có đâu, ở dưới đây thấy xuất hiện ở số 1 này không? Thấy chưa nào? Tiếp tục cái vế bên này thầy ghi lại nha. Ở dưới đây thầy sẽ tách ra giống như kiểu công thức. Các em còn nhớ công thức này không? 1 phần n nhân cho n cộng 1 này thì sẽ bằng 1 phần n trừ cho 1 phần n cộng 1 này. Nhớ công thức này chưa nào? Thì thầy sẽ áp dụng công thức đó ở chỗ đây. Số 1 này cứ ghi lại. Như vậy chỗ đây khi thầy tách ra thì nó trở thành là các em gặp cái dạng này thì phải nhớ tới số đầu và số cuối. Nhưng mà các em lấy 1 phần 1 nghĩa là bằng 1 không? Trừ cho 1 phần 2 cộng 1 phần 2 trừ cho 1 phần trừ 1 phần 3 cộng chấm 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 cộng ở đây là gì em? 1 phần phần 9 trừ đây cho 1 phần 10. Cái đúng nè. Như vậy từ đây chúng ta suy ra 1 cộng cho 1 phần 2 đây
Cái này bên này cứ ghi lại chứ không có làm gì hết nha. Kem hiệu không ta? Như vậy thì những cái này người ta nhóm lại là bằng không này, nhưng mà cái này nó còn lại là 1 cộng 1, có đúng nào? Ha, hiểu không? Hồi nãy cái chỗ đây để thành ngoặc lại chỗ đây nha, để dễ hiểu này. Chỗ đây đó, thì bây giờ cái này nhóm thì nó còn lại số đầu và số cuối là 1 cộng cho 1 trừ 1 phần 10 ở đây này, tại vì những cái nhóm ở trong đây thì nó bằng không hết rồi. Từ đây thầy suy ra là 1 cái này thì bằng bao nhiêu này, 10, hay nói cái khác lấy 1 cộng 1 đây bằng 2, hay tính cái ngọt ra, cách tính kiểu nào cũng được em. 10 trừ 1 bằng 9 phần 10, cộng đây là 9 phần 10 này, thì cái này thôi ghi lại một bước, chịu khó ghi lại một bước nữa đi, biết rằng là mỏi tay đấy nhưng mà cứ phải ghi lại để em hiểu chứ không. 10 đây là 19 phần 10 này. Như vậy thì ở đây các em đã tính ra được là 19 phần 10 đúng không nào? Thì từ đây chúng ta cũng sẽ suy ra 1 cộng 1 2 mũ 2 cộng 1 3 mũ 2 cộng chấm 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 cộng 1 10 mũ 2 ở đây. Thì nó như thế nào? Nó đã nhỏ hơn 9 phần 10 thì chứng tỏ nó sẽ nhỏ hơn 20 phần 10. Có đúng chưa? Đó, hiểu chưa nào? Bây giờ các em nhìn thấy cái biểu thức A này. Cái biểu thức A ở đây các em thấy, nếu các em ngoặc ở đây mà các em nhân với 1 phần 2 mũ 2 ở đây thì nó sẽ ra được biểu thức A. Như vậy chứng tỏ ở đây thầy sẽ nhân với 2 vế với 1 phần 2 mũ 2 nha, để thầy tạo ra thành biểu thức A. Em ghi ở đây là 1 nhân 2 vế của cái biểu thức 1 này với 1 phần 2 mũ 2 ta được. Như vậy thì từ đây chúng ta được là gì? Suy ra 1 phần 2 mũ 2 nhân mở ngoặc ra 1 cộng 1 phần mũ 2 cộng 1 3 mũ 2 đây cộng chấm 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 cộng 1 10 mũ 10 mũ 2, cái đúng nè. Thì ở đây chúng ta sẽ ra được là gì các em? 20 đúng là 1 phần nhân cho 20 phần 10. Ngay dưới đây là 2 mũ 2 này, à, nhân 2 vế. Nhưng mà cái này chính là gì? Cái này chính là A. Các cái biểu thức này là chính là A, nhỏ hơn. Ở đây các em thấy là 1 mũ 2 là 1 phần 4 nhân 20 phần 10. Thì 20 chia 10 này bằng 2, nhân 1 4 bằng 1 2, suy ra là A này sẽ nhỏ hơn 1 phần 2. Điều phải chứng minh xong. Đây các em. Đây các em. Các em hiểu chưa? Cái bước bước này người ta là rõ nè. Đó. Các em phải đối chiếu rồi so với từng bước nha, để các em hiểu được nha. Tới đây chúng ta sẽ cộng vế theo vế này. Đó. Nó đã nhỏ hơn 19 phần 10 thì chắc chắn nó sẽ nhỏ hơn là 20 phần 10. Điều đó là ok rồi, không bàn cãi gì hết. Được chưa nào? Tại vì tự tăng lên mà. À. Sau đó chúng ta sẽ nhân hai vế với 1, nghĩa là 1 phần 2 mũ 2 nghĩa là 1 phần 4 ấy. Nhưng mà trong đây chúng ta ghi là 1 phần 2 mũ 2 thì để thể hiện nó chính là biểu thức A. À. Rồi như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc. Trong clip cuối cùng là thầy sẽ quay cho các em ở cái bài số 4 93 điểm phần hình học các em nhé. Ok, chúc em học tốt. Bye bye nha. Hay không em? Được chưa ha? Ok.